Xin chào quý vị và các bạn. Quạt điện gió cầu đất Đà Lạt nổi lên như một hiện tượng lạ, từ vượt thủ, tay săn ảnh, phó nháy đến các bạn trẻ yêu thích khám phá kỳ ảo, dị lạ, cho ra những bức hình triệu like. Trước mặt chúng ta là một bầu trời không gian vô tận, xương giăng kín mờ, đồi xa thấp thoáng, ảo hiện hư vô. Nhất là những chiều hoàng hôn buông thả, nắng rơi vàng vọt, khách yêu say đắm, vuông phương đổ về, hư sương bao phủ mờ cả mục lối đi đó quý vị. Thời điểm cho ra những bức hình vô cùng ảo mị, độc nhất vô nhị, nhất là các bạn nữ đó quý vị. Các bạn nữ có thể chụp ra những bức hình trong những không gian hoàng hôn rơi, rất rơi chậm quý vị, làm cho tất cả các nam nhân say mê, đắm đuối đó quý vị. Thưa quý vị, như vậy là mình đang có mặt tại cầu đất. Mình đang hướng về đồi trà đó quý vị. Như vậy là quý vị sẽ đi thẳng đến đây. Và trước mặt bên trái chúng ta là có cái cabin đèn đó. Quý vị sẽ rẽ trái và sẽ vào thăm đồi trà. Thì trên con đường đi đồi trà này thì quý cô bác anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy cánh quạt gió rất là gần với chúng ta, gần như là mình có thể là lấy tay chạm được với quý vị. Đó, quý vị thấy từ xa cánh quạt gió bay. Đây là con đường đi vào đồi trà và cũng là đi vào săn mây cầu gỗ Bình Minh nha quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, ở đây có tổng cộng tất cả cái đường này đi vô gồm có là 6 nơi săn mây đó quý vị. Nhưng mà chính thức là 5 nơi được mở vé, có nghĩa là người ta đón khách và có bán cà phê cũng như là thu vé đó quý vị. Đó, như vậy là đến đây là người ta hướng dẫn từ cái tuabin 1 quý vị. Quý vị có thể là vô đây mình đọc là từ tuabin số 3 cho đến là tuabin số số 11, 12 rồi 13 và tuabin số 13, 14 và 17 quý vị. Như vậy là các bạn đã thấy là mình bắt đầu đi vào. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho quý cô bác anh chị ba cái tuabin, mà có nghĩa là giống như là ba cái tuabin quạt gió là đứng đơn độc một mình đó quý vị. Thì tất nhiên là những cái tuabin thường là đứng một mình tại vì tuabin nó rộng lớn quá, nhưng mà riêng ba cái tuabin này là có thể là cho ra những cái bức hình rất là đẹp và vô cùng ảo diệu. Có thể là các bạn đứng sát với cái tuabin và chụp hình luôn. Thì ở đây có ba cái tuabin là mình nghĩ là như vậy, và có bãi đậu xe luôn quý vị. Còn những cái tuabin kia nó nằm ở trên cái đồi cao quá thì du khách đến không được, kể cả xe Honda cũng phải đậu từ xa. Còn đây một cái tuabin, quý vị có thể là đi xe hơi đến tận sát với cái tuabin luôn cũng không sao quý vị nha. Đây, như vậy là du khách thường hay là đi xe hơi và đổ những cái chiếc xe hơi lớn á, thì người ta có thể cũng vô đây luôn, nhưng mà người ta cách xa cái tuabin quạt gió này. Nhưng mà những cái chiếc xe mà 4 chỗ rồi đó quý vị, 7 chỗ thì mình thấy là các bạn cũng vào đây rất là gần đó quý vị. Đó, hôm nay thì bầu trời thật sự là xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, trời như vậy là cũng bắt đầu đang chiều rồi, nhưng mà vẫn còn nóng. Ở dưới này nhiệt độ đang là nóng lắm vậy. Nhiệt độ mình nhìn thấy nhiệt độ là hiện giờ là cũng đang là 27-28, có nơi là có lúc là 29 độ đó quý vị, rất là nóng. Nhưng mà không sao, lên trên cái đồi đồi này là đồi trà đó quý vị, có người thì gọi là đồi chè, nhưng cũng có người gọi là đồi trà, đầu trà đó quý vị. Và sau đây là mình sẽ đi ra, sẽ review cho quý cô bác anh chị thêm một ba thêm hai cái tuabin nữa. Hai cái tuabin là nó có cái diện tích nó rộng như vậy quý vị, mà đặc biệt là nó cái tuabin nào nó cũng có những cái view xa, và bầu trời thì lúc này là các bạn thấy không, trời vẫn còn sáng, chưa hoàng hôn nữa nha, nhưng mà gần như là bầu trời là mình cảm nhận như là sương nó giăng phủ đó quý vị,
rồi là một mờ một màng xương dày, rồi gần như là có khói này quý vị. Nó làm cho chúng ta có cảm giác như là mình lạc vào một cái chốn chốn xa xưa, hoặc là cái chốn nào mà nó ảo mộng, nó kỳ diệu, nó làm cho con người của mình lâng lâng vậy quý vị. Thật sự là ai đi Đà Lạt thì cũng về Cầu Đất quý vị. Cầu Đất là một trong những cái đồi cao so hơn với Đà Lạt, có những chỗ là cao đến 1.600m, 1.700m đó quý vị. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân mình để lên một đồi trà hai bên đó quý vị. Đường đi ở giữa nha, là hai bên là hai đồi trà là đó quý vị. Đến đây thì quý vị thấy là ở đây người ta ghi là tubin số 6. Nếu mà mình đi lên trên đó, thì sẽ vào là phường Châu Âu, nhưng bây giờ là mình sẽ mời quý cô bác anh chị và các bạn đi theo tay trái của mình vào con đường tay trái để là mình vào tubin số 6 trước nha quý vị. Nhưng mà nếu mà nói ở Cầu Đất á, mà có bao nhiêu chỗ sân bay thì theo mình được biết là có tất cả có 7 chỗ sân bay nha quý vị. 7 chỗ sân bay. Mình sẽ review và giới thiệu cho quý cô bác anh chị từng điểm một sân bay rất là rõ ràng. Và đây là đi trên con đường để mà lên qua bên kia cái đồi trà đó quý vị. Và cứ mỗi đồi trà như vậy là hầu như là mình thấy đều có cánh quạt gió ấy quý vị. Như lại vậy là con đường này là con đường là cấm xe hơi đi đó, ghi người ta có ghi chữ là sạt lở đó quý vị. Nhưng mà chiếc xe này là chiếc xe 43 đó, thấy quý vị thấy người ta chận không, không cho xe hơi đi tại vì con đường này là có sự sạt lở đó quý vị. Nhưng mà chiếc xe vừa rồi vượt qua mình đó là họ là biển số lạ, cho nên họ cũng không biết đường họ không biết đường. Trong này chỉ đặc biệt là dành riêng cho xe đặc chủng là xe của công nhân đồ trà, họ đi họ biết đường, biết xá rồi, cho nên nó không có sao đâu quý vị. Còn xe mà tất cả các bạn trẻ rồi cũng như là quý vị đi thì nên nhớ là chỗ nào họ mà có cái biển là sạt lở thì mình không nên đi vào cái điểm đó nha quý vị đó. Và đến đây thì quý vị thấy là lên rất dốc rất là cao, đầu trà mênh mông vô tận quý vị, bạc ngàn và mé bên kia bắt đầu sương giăng phủ mờ quý vị.
và xa xa nó cứ mờ mờ ảo ảo như là đi vào cõi bồng lai nha quý vị, đi vào cõi tiên giới đó. Đến đây thì đi đến đâu thì người ta sẽ có một cái bảng hướng dẫn cho quý cô bác anh chị là tua bin số mấy nha. Đây là các cái tua bin đó quý vị, tua bin số mấy, tua bin số mấy. Và đây thật sự đây mình rất là yêu và rất là mê cái view này quý vị. Thật sự cái view này là ngay cái tua bin này rộng mênh mông vô tận luôn, đất người ta để trống luôn quý vị, không không có ai canh tác được gần tới cái tua bin này nha quý vị. Đó, và người ta cũng rào nhưng mà xe thì được đến đó quý vị, thấy cảnh tua bin đang vươn lên bầu trời rất là rõ ràng và quay lên bầu trời u ám từ xa. Bây giờ chưa phải là hoàng hôn mà đã một bầu trời vòng xám xịt quanh năm, cứ buổi chiều như vậy là sương bắt đầu phủ giăng khắp đất trời cầu đất luôn quý vị. Thật là quý vị, mơ màng lãng mạn và tuyệt vời lắm quý vị, thật sự quý vị. Cho nên là tất cả các cái tay săn ảnh này, phượt thủ này, rồi tất cả các cái tay thợ hình hay còn gọi là phó nháy này, rồi đến các bạn trẻ đến các bạn trẻ rất là yêu thích, mê say lắm và họ rủ nhau khách đổ về cầu đất đi. Thật sự là mình nói là xe chạy ở cầu đất suốt cả ngày cả đêm đó quý vị, từ sáng mà cho đến tối, rồi 3 giờ sáng, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng thì từ trên Đà Lạt rồi các bạn thuê xe Honda này, rồi các bạn đi xe hơi này, hoặc ai có xe nhà thì mình đi xe nhà là chạy xuống cầu đất. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt cỡ khoảng là 28 km là về đến đây. Thì trên con đường đi mà về cầu đất thì thật sự xe chạy suốt ngày đêm quý vị. Đó rồi quý vị thấy không, trước mặt chúng ta là bầu trời bao la rộng lớn, sương trắng phủ mờ khắp lối, mây mù giăng sương phủ khắp nơi. Thật sự là một nỗi ảo diệu mới mới chỉ có, thưa xin thưa với quý vị, mới chỉ có 3 giờ kém thôi nha mà đã như vậy rồi. Thì đó thì đến mà 4 giờ 5 giờ thì như thế nào. Thật sự là mời quý vị và các bạn đến cầu đất vào một buổi chiều mà sương giăng mờ tất cả khắp khắp lối đi thì sẽ cho chúng ta những cái bức hình có thể gọi là triệu like đó, thật sự đẹp vô cùng. Ai đi về Đà Lạt mà không đến cầu đất thì rất rất tiếc, rất tiếc vô cùng. Cầu đất bây giờ trở thành là tự dưng những cái quạt điện gió trở duyên là muốn như một hiện tượng lạ, nổi lên như một hiện tại tượng lạ quý vị. Ai họ cũng đến cầu đất để mà ngắm một lần săn mây, và có những cái cánh quạt gió từ xa mình cảm nhận như là có thể đưa cái tay mình, thò cái tay mình chạm được những cái cánh quạt nhỏ, và từ xa xa những cái ngọn núi, nó cái núi chồng núi mây chồng mây quý vị, núi chồng núi mây chồng mây cứ chập chờn từ xa từ xa, rồi tiếp đến đồi này sang đồi kia, đồi này sang đồi kia, và đi đến đâu thì cũng thấy có những cái quạt gió gần như là nó cứ ở, nó bám xung quanh mình vậy các bạn. Hình như là mình không thoát được những cái cánh quạt quạt điện này này, cánh quạt gió này này, cánh quạt điện này nó hay thiệt nha. Như hồi nãy giờ là mình đã đi cũng như là mình đi cũng rất là nhiều nha. Rồi vì thời lượng video có hạn đó cho nên là mình cũng cắt bớt một phần nào, xin thưa với quý vị và các bạn, mình cắt bớt một phần nào chứ dài lắm. Cái đồi trà rất là rộng quý vị, đồi trà rất rộng. Và mình đi bên này thì mình thấy là cái mấy cái trụ tua bin điện gió này cũng giống gần như là trước mặt chúng ta và sau lưng chúng ta. Thì mình đi qua bên này thì cũng vậy, mà mình đi qua bên kia cũng vậy quý vị. Mình đi biết đó, như vậy là tất cả xung quanh tất cả các cái tua bin quạt gió là ở trên cái độ cao rất là cao quý vị. Xin thưa với quý bác anh chị và các bạn, Đà Lạt là có độ cao là 1.500 m so với mực nước biển, thì ở cầu đất cao hơn thành phố Đà Lạt đó quý vị. Cầu đất là nếu mà ở mình đang đi ở trên này thì theo các nhà tư liệu cho biết là cái độ cao của cầu đất ở các đỉnh này là cao hơn
1.600 mét quý vị, cao hơn 1.600 mét, có những chỗ cao 1.700 mét rồi. Đó, từ xa gió thổi lồng lộng, thật sự là đang nóng ngay. Như vậy là mình nhiệt độ lúc này là vẫn còn bây giờ 27 độ ở tại nguồn đất, lúc này là nền nhiệt rất là thay đổi, nhưng mà gió vẫn lồng lộng, gió lồng lộng quý vị. Ở trên những cái đồi cao này quý vị thấy không, thật sự là mình nghĩ là nước không tới luôn á. Thì ở đây mình thấy là mùa này là bên công ty đồi chè này quý vị, người ta cho công nhân để mà tưới nước đó quý vị. Các cái xe bồn đi tưới, thật sự là đó quý vị thấy mặt trời không, vẫn còn nóng hơn cả nha, mà bầu trời thì lại u ám xám xịt luôn. Mình thật sự mình cũng không ngờ luôn quý vị, cả một cái bầu trời mây giăng phủ lối, sương mờ bao phủ khắp nơi, tạo nên một cái không gian ảo diệu vô cùng. Đó quý vị thấy mình review rất rõ, tất cả những cánh quạt gần như là nó cứ bám theo mình vậy, và nó cứ quay suốt cả ngày đêm. Đó. Rồi từ xa xa có những cái áng mây, nó cũng có những áng mây màu trắng này, nhưng mà cả một bầu trời nó mờ luôn vậy. Mình tưởng chừng như bầu trời mờ căm mà gần như là đất trời muốn mà sát nhập với nhau. Và có những lúc mình đi mà mình cảm nhận như là nó mờ, và mình tưởng là tối lắm rồi, trời có thể là ập mưa lúc nào không biết quý vị. Nhưng không phải đâu, không phải, đó là hơi sương hơi mờ, và cái đặc thù của cầu đất là vậy. Từ trong núi đá, rồi từ trong ngọn trong sông, rồi từ trong góc ngách của tất cả các cái núi rừng, sương mờ nó cứ từ từ nó tỏa ra như vậy. Mình tưởng tượng như là trời sắp sụp xuống vậy quý vị, gần như là sơn tinh và thủy tinh sắp đánh nhau luôn á. Trời ơi, mình nghĩ là như vậy đó các bạn. Xin thưa quý cô bác anh chị và các bạn, thật sự là nếu mình các bạn và các anh chị mà có một buổi chiều nào đó, các bạn có thể là ví dụ như thường thường người ta đi săn mây đúng không, người ta có thể là đi vào buổi sáng 4:30, 5 giờ, 6 giờ kém. Nhưng nếu mà các phường thủ nào, các thay sản ảnh nào hoặc các bạn nào mà đi vào buổi chiều thì đây rất đẹp. Và đến đây ngã ba, tới ngã ba thì các bạn có thể là đi rẽ trái là vào cũng săn mây công minh, nhưng mình hôm nay mình đi vào đây tới ngã ba mình rẽ phải để mình vào khám phá và giới thiệu cho quý cô bác anh chị là săn mây cầu gỗ Bình Minh nha. Săn mây cầu gỗ Bình Minh thì trên đường săn mây cầu gỗ Bình Minh này thì nó có cái tuabin là gồm có là tuabin số 11, tuabin số 10, tuabin số 10 trước nha, rồi tuabin số 11 và tuabin số 12. Đó quý vị, ta ghi rất là rõ ràng ở trên cái đoạn đường này là gồm có là tuabin số 10, tuabin số 11 và tuabin số 12. Như vậy là đi vào con đường này là vào săn mây cầu gỗ Bình Minh quý vị. Đó là như vậy là hồi nãy là mình review cho quý cô bác anh chị là có những cái tuabin mà nó nằm lưng chừng, như vậy là đã hai tuabin đầu tiên rồi, là nó có cái bãi đậu xe rất là rộng lớn, cái bãi đậu xe thật sự là quá rộng lớn luôn. Như vậy là đã hai cái bãi xe, và đặc biệt là có hai cái tuabin nó nằm mà có thể là xe hơi đi đến được luôn, còn mấy cái tuabin kia thì nó không có xe hơi đi được, kể cả xe Honda cũng không được, phải dựng cách xa nó. Như vậy là mình đã đi vào đến gần tới săn mây cầu gỗ Bình Minh nha quý vị. Ở săn mây cầu gỗ Bình Minh này thì đặc biệt có một cái bãi đậu xe rất là lớn, và đặc biệt hơn nữa là cái tuabin đó nằm ở trong cái bãi đậu xe luôn quý vị. Đó là cái đặc biệt. Thì ở chỗ nào, nói chung săn mây ở đây là gồm săn mây nào, quý vị vô săn mây nào cũng được, rất là đẹp, săn mây nào, mỗi săn mây. Và đến đây thì có là tuabin số 13 này, tuabin số 14 và tuabin số 17 nha quý vị, người ta ghi rất là rõ ràng. Đó là con đường
vào sáng nay cầu gỗ bình minh. Thật sự là mình vô trong này mình nhìn thấy bầu trời sương giăng phủ lối, mây mờ ảo diệu vô cùng lũng vị. Đó, con đường đi cũng rất là dài và nói chung rất là đẹp. Con đường vào sân mây thì sân mây cầu gỗ này thì từ ngã ba mà đi vô đây thì theo mình đoán là rơi vào khoảng một cây hơn một cây số đó quý vị. Đó, như vậy là cũng không còn mấy bước nữa là mình đã đến sân mây cầu gỗ Bình Minh. Đặc biệt ở đây trong cái cổng sân mây cầu gỗ Bình Minh này là có luôn tuabin quạt điện gió đây quý vị. Đó, và mình review cho quý vị rất là rõ ràng, mình vừa đưa máy quay review cho tất cả các bạn. Và đây vẫn chưa phải là cái tuabin nằm ở trong bãi xe xăng mây cù gỗ quý vị, vẫn chưa tới. Rồi mình là tưởng tới rồi nhưng mà vẫn chưa. Wow, rất đẹp quý vị, thật sự nó quay ngày đêm mình rất là lãng mạn thiệt nha. Và đây trước mặt chúng ta là mình thấy cái bảng là xăng mây cầu gỗ Bình Minh, một cái bãi đậu xe rất là lớn quý vị ơi. Đặc biệt ở trong cái bãi đậu xe này, trong cái sân của xăng mây cầu gỗ Bình Minh này là có luôn cái tua bin trụ điện quạt gió rất là lớn và nằm ở ngay đây luôn. Xe các bạn vô chụp hình rất là tuyệt vời. Đây, sân bay cầu gỗ Bình Minh. Đó, mình đã đi qua cổng rồi quý vị. Wow, một cái bãi đậu xe mà mình thật sự là choáng ngợp luôn quý vị. Thật sự wow, rất rất đẹp, rất rất đẹp. Đó, và từ xa xa, đây mình sẽ review cho quý cô bác. Mình đưa cái máy quay lên. Thật sự cái máy quay của mình không thể nào lên nổi quý vị. Thật sự luôn, máy quay của mình quá sức luôn. Máy quay nó có rồi chế độ chống rung mà đôi khi nó không không theo ý mình được. Nhưng may quá cũng hên. Đó, rồi ở dưới này là đồi trà nha quý vị. Đó, dưới này là đồi trà. Đó, và ở trước mặt chúng ta là tất cả các cái hàng ghế. Đây, các hàng ghế. Và trước mặt chúng ta đó chính là điểm săn mây buổi sáng đó quý vị. Đặc biệt săn mây cầu gỗ Bình Minh này là có một cái view mà đứng đây các bạn nhìn thấy thật sự luôn là hồ đập Đa Nhiêm đó quý vị. Đập Đa Nhiêm ở trên này là cái đập Đa Nhiêm đó. Đập Đa Nhiêm thì đổ nước xuống ở dưới kia là tạo ra là thủy điện Đa Nhiêm ở dưới sông Pha. Ở trên Lâm Đồng là đập Đa Nhiêm, mà ở dưới chân đèo sông Pha là thủy điện Đa Nhiêm nằm ở dưới Ninh Thuận đó quý vị. Rất là đẹp đó, sương ở dưới nó giăng mờ phủ lâu luôn. Đó chính là thủy điện đập, chính là hồ Đa Nhiêm đó quý vị, hồ chứa nước cho ra ở dưới là có đây là cái đập để mà nước chảy xuống tạo lên một dòng điện gọi là thủy điện Đa Nhiêm đó quý vị. Và trước mặt chúng ta là một cái đồ trà mênh mông vô tận. Buổi sáng đó mình review và mình dung lại cho quý cô bác anh chị xem, ở đó chính là nhìn thấy quý vị thấy cái hồ không, hồ Đa Nhiêm không? Ở đây đặc biệt là có một cái view như vậy. Xin thưa với quý cô bác anh chị, sân bay cầu đất á, thì chỗ nào quý vị đi cũng được. Chỗ nào mình là rất là công tâm, mình thấy là mình công tâm tại vì mình cũng đã đi hết rồi. Sân bay cầu gỗ Bình Minh thì có cái view như vậy. Còn sân bay cầu gỗ mà ở bên cái hướng bên trái hồi nãy á, là có cái cabin đó, là có liều để cho các bạn nằm ở đó rồi thuê liều, rồi người ta phục vụ đầy đủ, thì sáng ra chỉ cần mở dây kéo ra và coi sân bay luôn thì cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi nơi mỗi cảnh quý vị, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng cho ra những bức hình triệu like. Nhưng mà đặc biệt ở sân bay cầu gỗ Bình Minh này thì mây có thể là sát với chúng ta hơn nha. Mình có sao mình nói vậy. Đó, đây là chính là cầu gỗ này, sân bay cầu gỗ. Người ta có cái cầu gỗ rõ ràng trước mặt chúng ta này, cầu bằng gỗ này. Đó, cái cầu họ làm cũng rất là điệu nghệ mà. Thật sự cái cầu rất là điệu nghệ.
và càng đi xuống chừng nào thì càng xuống thung lũng, xuống thung lũng. Hầu như là mình xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, sáng nay mùa nắng thì mình cũng không có dám nói hứa trước, mình không dám nói điều gì, cũng là có thể là hên xui nha quý vị, để mà quý cô bác anh chị đi đôi khi là trúng cái bữa mà không có may thì là sợ quý vị chê rách đó. Cho nên là mình cũng nói trước là đôi khi, nhưng mà đôi khi thôi quý vị, là may ít và không có, nhưng mà đại đa số là sáng nào cũng có may. Nhưng đặc biệt mùa mưa thì xin thưa quý của bác anh chị là hầu như là ngày nào cũng có. Mùa mưa thì ngày nào cũng có, do là đặc điểm của khí hậu và cái vùng đất này thiên nhiên ưu đãi, và thật sự là các nhà địa chất của các nơi người ta cũng ngạc nhiên trên đất nước Việt Nam mình không dễ gì có được một cái chỗ mà săn mây như cầu đất đó quý vị. Mình nghĩ là đôi khi mình đi xuống dưới này mình đã thấy có thể là những cái đoàn Hàn Quốc cả 100 người hoặc 200 người họ đi. Mình có hỏi anh phiên dịch thì phiên dịch có hỏi bên hỏi người Hàn Quốc là bên đó các anh có đi săn mây hay không, thì họ nói là họ chưa đi lần nào bên đó. Hỏi ở bên đó có chỗ nào đi săn mây không thì họ cũng trả lời là họ nói là họ cũng chưa biết luôn. Thật sự đó quý vị thấy, các bạn thấy, cho nên là thiên nhiên đất trời ông trời ban tặng cho Đà Lạt, cho cầu đất của chúng ta có những cái điểm săn mây. Và đặc biệt luôn, có những hôm mà mình đi săn mây mình cũng rất là hồi hộp quý vị. Xin thưa với quý vị là đã 6 giờ kém rồi mà vẫn chưa có mây nha. 6 giờ kém rồi mà vẫn chưa có mây thì bỗng chưng trời đúng là một hiện tượng lạ, đúng là của những thiên nhiên kỳ bí thì ảo diệu vô cùng. Không biết từ đâu, ở trong góc cách, rồi từ ở trong rừng, trong lòng suối và trong núi đá, bắt đầu có những mây ùa ra quý vị. Trời ơi, như một chuyện như là ảo diệu, như thần tiên, như huyền thoại. Một chuyện mà mình nghĩ là mình không có thể nào nghĩ ra. Mình nghĩ là chắc là bữa nay không có. Trước đó một phút thôi quý vị, là vẫn thấy đồi cà phê, vẫn thấy dòng sông, vẫn thấy tất cả mọi cái. Nhưng mà đùng một cái, sau một phút đó thì quý vị là mây trôi hoa chậm, làn sương quý vị yếu điệu như một vải lụa vắt ngang qua tất cả các cái đồi trà, trời đẹp vô cùng quý vị. Thật sự chỉ nếu mà ai mà trong đời chỉ đi săn mây một lần thì thấy được là cái cảnh nó ảo diệu, nó ma mị, nó ảo mị như thế nào quý vị và các bạn. Và đây là xin nhắc lại một lần nữa, đây là săn mây cầu gỗ Bình Minh. Quý vị có thể là đi vào trụ, đầu tiên là đi vào trụ là tubin số 10, số 11, số 12, và sau đó là tiếp đến là thấy các bạn là tubin số 13, số 14, số 17 là chính thức đã đi vào săn mây cầu gỗ Bình Minh nha quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, săn mây cầu gỗ Bình Minh ở đây có hai cái nha quý vị, gần kề bên nhau luôn. Quý vị không đi cái này thì lại chỉ có mấy bước nữa thôi, chừng khoảng là 100 mét, chưa tới 70 mét thôi, là cũng là săn mây cầu gỗ Bình Minh. Hai chỗ này cũng gần kề bên nhau luôn, có thể là cũng rất là lợi. Các bạn đi đến một đường nhưng mà lại có thể là săn mây và tham quan và chụp hình và trải nghiệm cùng một lúc là cả hai luôn quý vị nhé. Thì thật sự là làm cho mình cũng đỡ bớt đi một tốn thời gian. Rồi nói chung là chi phí thì mình không nói, nhưng mà thật sự nếu mà chi phí thì cũng sẽ là mình đi một bên này thì bên kia hình như là cũng công ty với nhau đó quý vị, hình như là họ cũng kết hợp với nhau, cho nên là cũng thoải mái. Và sau đây thì là mình sẽ ra đến là một nơi khác, và đây là mình đi mé bên trái chúng ta là nhà thu phát điện của trạm cầu đất, là họ tải cái điện này về, họ ra cái trạm biến thế đó quý vị, điện quạt gió. Và đây, đến đây là các bạn sẽ vào một cái khu thứ hai nữa, là khu này gồm có ba cụm săn mây, và họ cũng là làm dịch vụ luôn quý vị.
Ở trong này á, thì họ đầu tư cũng rất là bài bản. Mình thấy là ví dụ như là sang may có combin đó, là combin là liều cắm trại đó quý, họ làm chu đáo. Giá của combin này á, thì nếu mà ngày thường á, thì đó đây quý vị thấy không, mình review rất là rõ. Giá của ngày thường á, thì rơi vào một combin đó là 1 triệu nha quý vị, mà ngày thứ sáu thứ bảy thì giá cao hơn, có thể là 1,2 triệu hoặc hơn một xíu, theo mình đoán là vậy. Có mình có những cái tư liệu là như vậy, thì các bạn sẽ là đặt trên Facebook đó quý vị, và các bạn là chuyển tiền đủ 100% luôn, chứ không phải là chuyển 50 hoặc là 30 gì đâu, không, họ không chịu đâu, và đủ chuyển tiền đủ 50 luôn quý vị. Ở đó thì họ họ trang trí và bài biện rất là tuyệt vời, rất là đẹp quý vị. Đó. Và đến đây thì các bạn thấy không? Ở đây cũng mình giới thiệu cho quý vị như vậy là cái tu bin này là hạ cái tu bin, 4 cái tu bin mà nằm riêng một chỗ mà có xe đến chỗ luôn, rất là đẹp thật sự, ảo diệu vô cùng. Đứng giữa bầu trời một cái tu bin mà quay suốt ngày ngày đêm, không ngừng nghỉ. Ở đây thì nếu mà các bạn nữ mặc đồ đồ đẹp mà cho ra những bức hình, và ở đây view đẹp lắm, gió thổi lồng lộng, gió rất là đẹp. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân mình để ngắm đồi trà vào những buổi chiều sắp hoàng hôn rồi quý vị, sắp hoàng hôn rồi. Đồi trà của đất rộng mênh mông bao la vô tận, một cái đồi trà thực sự cho ta ngỡ ngàng, triền miên bất tận của quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, nếu mà quý cô bác anh chị và các bạn đi tập thể hoặc là đi cá nhân gì cũng được, mà nếu mà đi ban ngày vào buổi sáng sớm ấy, thì xin mời quý cô bác anh chị và các bạn vào trang trại cà phê lớn của công ty cầu đất, công ty chè cầu đất này quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị là công ty này mở cửa bắt đầu từ năm 1927 là quý vị. Trời ơi, xa xưa vô cùng. Để cho du khách tham quan và có sự hướng dẫn của là hướng dẫn viên ở trong khu trưng bày này đó quý vị, và có cả một khu trưng bày cửa hàng cà phê và có quà tặng luôn của công ty chè Cầu Đất đó quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, đồi chè Cầu Đất á, là một điểm du lịch rất là hấp dẫn của thành phố Đà Lạt đó quý vị. Nơi đây á, là thu hút khách với những cánh đồng chè rất là xanh mượt, trải dài tít tắp luôn quý vị, một cái không gian mà yên bình và nên thơ vô cùng luôn tại đồi chè Cầu Đất á, Đà Lạt. Mình nghĩ là chắc chắn sẽ làm cho các bạn siêu lòng ngay từ đầu đến ghé thăm quý vị đó. Rồi các bạn thấy nhất là buổi chiều mây bay sương phủ mờ nhăn khắp lối, rất 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 đẹp quý vị. Đồi chè Cầu Đất á, là quý vị biết không, là rộng rộng khoảng là 220 hecta. Đồi chè Cầu Đất Đà Lạt là địa điểm du lịch thiên nhiên đẹp, nằm ở thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, cách ngoại ô thành phố Đà Lạt cỡ khoảng là 26 km quý vị nha, 26 km. Đồi chè Cầu Đất rất được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá là điểm check-in hoành tráng và là chất lượng hàng đầu của thành phố Đà Lạt quý vị. Rất đẹp quý vị, một trong những nơi mà cho ra những bức hình, rồi cho ra những thước phim, rồi có những bộ phim, tất cả các cái tập đoàn phim đều về đây quay phim đóng phim, rất là đẹp quý vị thật sự. Một cái đồi chè trà mà nó trải dài mênh mông vô tận, mình nghĩ là buổi chiều là rất là nổi điểm và đẹp vô cùng các bạn ạ. Đẹp lắm. Mời các bạn đến đây một lần vào buổi chiều Cầu Đất. Đây là chiều Cầu Đất mình đang review rất là thực tế cho quý cô bác anh chị và các bạn được xem. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn.